đi mua xe cũ buổi đêm, chú ý điều này để tránh nằm đường. Đi mua xe cũ thì chẳng có gara nào đảm bảo bảo hành được cái ắc quy cho bạn. Có thể rằng lúc bạn ở salon đó nổ bình thường, ắc quy vẫn rất khỏe, nhưng bạn đi trong đêm dùng đèn pha nhiều thì tự nhiên đến một quãng đường nào đó nó tối dần và xe đứng dừng lại không đè được nữa, mất hết tất cả các điện. Thì lý do nó không phải là do ắc quy mà là do máy phát điện chập chờn hoặc hỏng. Thì để kiểm tra hiện tại ở lúc đó máy phát nó còn ổn hay không thì bạn lưu ý này, đây nó là một cách mà đơn giản nhất bạn có thể phỏng đoán rằng máy phát của dòng xe đó, chiếc xe đó nó còn ổn hay không. Sắt vào cái cờ đây, đây bạn đưa ra cái mu ly của máy phát, nếu mà nó hút thì tức rằng là cái máy phát đấy, đấy nó hút đấy, máy phát còn hoạt động. Đây là cách đơn giản nhất. Cách thứ hai đó là bạn tháo cọc mát ra, bạn tháo cọc mát ra xem rằng là động cơ ấy, nó có chết hay không. Nếu bạn tháo cọc mát ra mà động cơ nó vẫn nổ thì máy phát hoạt động vẫn trơn tru. Còn nếu bạn tháo cọc mát ra mà động cơ nó tắt luôn thì tức rằng máy phát nó đã có dấu hiệu chập chờn rồi. Máy cơ cũng thế và máy điện cũng xem như thế anh em nhé. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái máy phát thường chúng ta hay bị dính cái lỗi này vào buổi đêm, tại vì đơn giản ấy, buổi sáng khi chúng ta đi mua xe ấy, thường thì cái bình ắc quy nạp khá là đầy và đủ để chúng ta di chuyển, và khi buổi sáng chúng ta cũng không sử dụng quá nhiều đèn và thậm chí không dùng đèn pha luôn. Nhưng khi buổi tối trời tối ấy thì cái lỗi máy phát là thường chúng ta sẽ gặp, và thường nếu mà ai mua xe buổi đêm rất là ức chế, đi xe giữa đường mới ra được khỏi salon được khoảng vài chục cây mà đã làm đường rồi, tâm lý nó rất là hoang mang, tại vì đơn giản buổi tối là phải sử dụng đèn pha mà khi ấy con máy phát ấy nó không chết hẳn mà nó chập chờn những con diode làm. Thì khi đó những con diode đấy nó có vấn đề rồi, nó không làm trở lại bình nữa đấy, mà xe sử dụng là sử dụng tất cả hoàn toàn bóng điện các thứ là sử dụng hết điện của bình, mà hết điện của bình thì lập tức rằng là van dầu nó đóng là không nổ được nữa, anh em có cố đè cũng không thể đè được nữa. Đấy là nguyên nhân vì sao mà thường anh em sẽ chết máy phát vào buổi đêm mà gây ra hoang mang, đặc biệt là với những anh em nào mà lái mới và mới tiếp cận mua xe lần đầu rất là hoang mang. Sau lần đó là thực sự lỗi rất là đơn giản, vài trăm nghìn nhưng không biết xử lý, có thể là gọi lên gọi cứu hộ các thứ mất rất nhiều chi phí và thậm chí đi mua xe mới luôn đó. Và thực sự là cái điều này anh em cần phải biết, mua xe cần phải biết, thậm chí là chưa gặp lần nào cũng cần phải biết, kiểm tra ở salon rồi là bình tĩnh xử lý. Thì khi các bạn mua buổi sáng thì còn rất nhiều biện pháp, rất nhiều gara để xử lý, nhưng mua xe vào buổi đêm thì dường như là cái chi phí thứ nhất là tìm gara rất là khó kiếm, tại vì lúc đấy ai cũng đi ngủ rồi, và thứ hai nữa nếu mà họ có cứu hộ và nếu mà họ có đến sửa chữa cho bạn thì thường hay bị bắt chẹt. Cho nên là cái biện pháp đơn giản nhất ấy, khi mà nhớ bạn mua một chiếc xe mà ở salon, ở chỗ người bán bạn không phát hiện ra rằng máy phát đấy nó không được ổn định, khi bạn di chuyển khoảng 10 cây hay 50 cây hoặc là giữa chừng cao tốc mà xe của bạn trên máy phát thì nó sẽ báo ở đồng hồ tablo biểu tượng bình ắc quy. Khi mới chớm báo bình ắc quy thì bạn phải nghĩ ngay đến rằng là máy phát nó có vấn đề, thì bạn sẽ phải, thứ nhất nếu trên cao tốc thì bạn phải tap vào làn khẩn cấp, và thứ hai nữa là nếu mà đi trên đường thường rồi ấy, bạn cố gắng sẽ sử dụng đèn khẩn cấp thay cho đèn pha, bạn hạn chế dùng đèn pha đi. Và lúc này thì bạn hết sức bình tĩnh đợi khoảng tầm 15 phút xem bình nó có làm hồi lại không đã. Thường máy phát nó không chết hẳn mà nó chập chờn, thì bạn để xem bình nó hồi lại không, chỉ cần một chút điện ở ắc quy thôi, tắt hết chìa khóa đi, kết hợp đẩy một người đằng sau đẩy mình cài xuống ba để tặng côn nhà côn đồng một xem có lộ hay không. Nếu mà lộ được thì tốt, không có bật đèn pha gì cả, cố gắng đi vào chỗ trống hoặc là đến gara gần nhất và cố gắng nghỉ đến hôm sau xử lý, chứ giữa đêm mà xử lý gọi cứu hộ cũng mất khá nhiều tiền, và gọi gara đến sửa chữa lưu động cho bạn cũng mất khá nhiều tiền. Thường một cái máy phát ấy, thợ người ta sửa cho bạn thì thường tư vấn là thay cả một cái bộ máy phát mới cho nó dễ sửa và người ta mới có nhiều công. Nhưng thường một con máy phát khi mà để lâu ngày ấy, nó thường chỉ chập chờn những con diode hoặc là phải thay chổi than thôi, chứ không cần phải xử lý thay cả một cái bộ máy phát mới làm gì cả. Thường thì nó sẽ không cháy luôn cả máy phát mới đâu. Đấy, thường nó như thế, nó chỉ mất vài trăm nghìn để thay thế, sửa chữa, xử lý mấy con diode mà thôi. Cho nên bạn cần phải biết điều này, đỡ mất một con máy phát, nếu mà thay thế mới nó cũng phải mất cả công, cũng phải tầm 4 củ, 5 củ rồi. Nhưng thay thế xử lý, đến sáng ra đơn giản xử lý thì chỉ mất vài 300 nghìn thôi, cùng lắm là 500 nghìn thôi, cái điều đấy đơn giản. Nhưng với những người biết, những người không biết, thực sự là nó rất là hoang mang. Cho nên làm cái clip này để bạn đỡ hoang mang hơn khi lần đầu tiên tiếp cận với lại ô tô và xe cộ, nhỡ đâu không may gặp một số những cái vấn đề nhỏ bé như vậy. Anh em nhé, chúc anh em lái xe an toàn.